670 tỷ đồng là nguồn vốn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu năm 2022. Chủ trương này đã được kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 thông qua trong tuần. Đây là mức chi trả 50% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Nguồn vốn này trích từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành trung ương và tỉnh Đồng Nai triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm hiệu quả. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được đánh giá là cảng hoạt động hiệu quả top đầu toàn cầu. Theo báo cáo thường niên chỉ số hoạt động của cảng CBBI 2021, vừa được Ngân hàng Thế giới và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence công bố. Cụ thể, theo thống kê từ 370 cảng container toàn cầu, thì cụm cảng Cái Mép Thị Vải của Bà Rịa Vũng Tàu được xếp hạng thứ 11 theo kiểu tính thống kê trung bình tất cả 5 kích cỡ tàu và thứ 13 theo kiểu tính kỹ thuật. Đặc biệt, cụm cảng Cái Mép đứng trên 3 cảng hấp trung chuyển lớn là BTB Malaysia thứ 16, Singapore thứ 31 và Hồng Kông thứ 38. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã gửi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp đang sử dụng hơn 28 hectare đất mặt tiền đường Thùy Dân, khu vực Bãi Sao phải hoàn trả mặt bằng trước ngày 31 tháng 5, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung liên quan đến số tiền 326 tỷ đồng còn nợ ngân sách được nêu trong kết luận thanh tra của thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thông báo của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu Côn Đảo. Theo thông tin từ thành phố Vũng Tàu, năm 1996, sau khi xây dựng hạ tầng bãi tắm Thùy Dân, công ty đầu tư xây lắp Bà Rịa Vũng Tàu đã cho nhiều doanh nghiệp vào thuê lại để đầu tư du lịch với tổng chiều dài toàn tuyến đường Thùy Dân 3 km. Diện tích hơn 28 hectare. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các doanh nghiệp này không nộp tiền thuê đất. Trước lợi ích hiệu quả ngày càng lớn của công nghệ số, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số ở mọi khâu hoạt động của doanh nghiệp. Thế nhưng kỳ vọng và hiện thực vẫn là khoảng cách lớn, vì chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi thay đổi, nâng cao nhận thức, mà còn phải có nguồn kinh phí đúng mức để đầu tư hạ tầng thiết bị, đặc biệt phải tạo dựng nguồn nhân lực làm chủ công nghệ, vận dụng khai thác hiệu quả công nghệ. Ngoài nỗ lực của doanh nghiệp, các sở ngành chức năng của tỉnh cần có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số và quản trị doanh nghiệp, tạo dựng hạ tầng công nghệ và an ninh mạng. Trước những khó khăn bất cập về cơ chế chính sách, tài chính trong công tác quản lý, khai thác chợ, cuối năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3537 về việc chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay đã có 2 chợ Ngãi Giao, huyện Châu Đức và Phước Hải, huyện Đất Đỏ chuyển đổi mô hình thành công. Hiện tỉnh và các địa phương đang tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tiếp tục triển khai ở 3 chợ Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Châu Pha, thị xã Phú Mỹ và phường 5, thành phố Vũng Tàu. Việc chuyển đổi mô hình đầu tư khai thác quản lý chợ theo hình thức xã hội hóa không chỉ giúp nhà nước giải được bài toán về ngân sách, nhân lực quản lý vận hành chợ mà còn góp phần phát huy được các nguồn lực xã hội đóng góp cho phát triển tại địa phương. Trong tuần, các lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 10 tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 26 hộ dân và cá nhân để bàn giao mặt bằng cho dự án khu tái định cư 10 hectare tại phường 10 thành phố Vũng Tàu. Các hộ dân có nhà đất trong vùng dự án đều tự nguyện bàn giao mặt bằng. Do đó mà tiến độ giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh. Và quá trình các hộ phải di dời, địa phương cũng luôn đồng hành hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 1 tháng 5 đến nay, đoàn đã kiểm tra 9 trên 11 doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã có sự quan tâm đầu tư hơn cho vấn đề an toàn lao động phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến an toàn vệ sinh lao động, chưa tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Mặt khác, nhiều lao động vẫn còn chủ quan, nên vẫn còn tình trạng chưa chấp hành các quy định về an toàn lao động. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận gần 1.200 ca sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại, có nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết chuyển nặng. Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể gây tử vong. Bệnh này vẫn chưa có vaccine phòng ngừa và chưa có thuốc điều trị. Vì vậy, các nước vector truyền bệnh, tức diệt lăng quăng, diệt mũi là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Và khi bệnh nhân có các dấu hiệu sốt cao mà khó đáp ứng với thuốc hạ sốt, mệt mỏi, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được can thiệp điều trị kịp thời. Bám chắc, nắm chắc địa bàn, nên lực lượng công an bán chuyên trách vẫn là cánh tay nối dài của công an chính quy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa có văn bản thống nhất nào trong toàn quốc quy định về chế độ chính sách lẫn đảm bảo các điều kiện hoạt động cho công an bán chuyên trách lẫn dân phòng bảo vệ dân phố. Do đó, việc phải thống nhất về tên gọi và hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thậm chí phải xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ cho lực lượng này.